Từ những vỏ sò tai tượng được chôn vùi dưới lòng biển hàng nghìn triệu năm, hóa thành đá và ngọc, anh em đục ra tác phẩm Phật Di Lặc, ngồi trước cây, ngồi dưới cây đao đào tiên, và trên tay cầm vàng, dưới là những đồng tiền, một cái bức tượng Phật Di Lặc từ vỏ sò từ hàng nghìn triệu năm các bạn này. Đây là những vỏ sò tự nhiên, và anh em chuẩn bị sẽ đi cùng những người thợ của anh em Sàn Thái Nguyên sẽ đục ra những bức tượng Phật Di Lặc hay Phật Bà Quan Âm, nhiều tác phẩm khác, và anh em tạo ra đục. Vỏ sò này đã hóa thạch các bạn ạ, hóa thạch nó khá là trong đẹp, hàng nghìn triệu năm, khá là hiếm. Vỏ sò nặng từ 50 kg cho đến 100 kg một vỏ sò như này, nhưng mà anh em sẽ đẽo và đục ra những tác phẩm phong thủy nghệ thuật như thế này, các cô các bác để hàng nghìn triệu năm không bị hỏng và một giá trị lâu dài. Vỏ sò mới còn nó có kích thước hình dạng khác nhau nên sẽ tạo ra tác phẩm dựa theo thế, và anh em sẽ đục ra những tác phẩm khác nhau nên sẽ không đủ hàng, các bạn có thể để trường tồn sau này được, không bị lỗi mốt và càng ngày càng hiếm. Các bạn chơi đá phong thủy hay chơi những tượng Phật như này thì có thể trường tồn với thời gian để cho đời có cháu cô kỵ. Anh em Sàn thì cũng không chuyên về má này, nhưng thỉnh thoảng anh em cũng lấy mấy cái vỏ sò vẽ đục tạo những tác phẩm nghệ thuật. Trong này anh em cũng có một tác phẩm nghệ thuật bằng đá thái anh các bạn này. Làm bằng đá thì sẽ vất vả hơn, nhưng mà có năng lượng. Còn làm bằng vỏ sò thì đòi hỏi sự tinh vi, khéo léo của người bàn tay của Đức Phật, của xin lỗi, của người thợ. Có dịp mời các bạn ghé thăm anh em ở Sàn Thái Nguyên. Anh em nhà Sàn nằm ngay thành phố Giang, Bình Dương, cách Sài Gòn 10 km, và chuyên chế tác những tác phẩm từ đá thạch anh, từ gỗ thạch theo nhu cầu của quý vị. Anh em Sàn Thái Nguyên xin chào và hẹn gặp lại.